Hey, trời ơi, cuối cùng cũng sắp về tới nhà rồi. À, thoải mái quá. Hỡi mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? À, trong những cái tập trước á, mình đã được sư phụ của mình giao cho mình nhiệm vụ, đó chính là đi giao quyển bí kíp ninja cho làng nước. Và bây giờ mình đã giao xong rồi. À, cuối cùng thì mình cũng có thể quay trở về với ngôi làng lá thân yêu của mình rồi, để gặp lại mọi người, gặp lại Timmy nè, gặp lại Mr. Dịch nè, gặp lại các thầy, các sư phụ của mình nữa. À, vui ơi là vui luôn. À, ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mini world của mình mang tên Ninja Cận Thị. Ta-da! Yeah! Ok bạn ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video Ninja Cận Thị cho bạn xem rồi đây. Thì trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhớ vào đó subscribe đăng kiếm hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1.000.000 subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, cảm ơn mọi người cực kỳ nhiều luôn. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải quay trở về ngôi làng của mình đây. Đến ngay chỗ này ngọn núi cao quá nè, mình nghĩ rằng là mình sẽ phải sử dụng đến cái móc leo thôi. Ok, leo lên nè. Chà, ok, gần tới nhà rồi. Cuối cùng thì mình cũng đã quay trở về được ngôi làng lá thân yêu rồi bạn ơi. Mấy bạn nhìn nè, wow, từng ngôi nhà. Ôi trời ơi, nhớ quá, bên kia là trường học kìa bạn ơi. Trường học dạy ninja của mình kìa, ngày xưa mình học ở đó các bạn. Trời ơi trời, cuối cùng thì gần một năm trời luôn. Hình như nếu như mà mình không nhớ nhầm á, là khoảng gọi là 7 tháng trời, là cũng gần một năm luôn bạn ơi. Mình đã xa ngôi làng này rồi. Mấy bạn ơi, bạn nhìn kìa, bên dưới đây chính là tiệm mì ramen mà mình hay ăn nữa bạn. Ở cái tiệm mì mình hay ăn nhất luôn á, hôm nay mình phải xuống đó mình ăn một lần 10 tô mì luôn. Ôi mình nhớ quá, mình thèm mì quá bạn ơi. Thèm mì ramen ghê luôn á. Trời trời. Bây giờ mà mình nhảy từ trên đây xuống dưới đó chắc mình gãy chân mình chết luôn quá. Cao dữ trời, vậy giờ sao nhảy xuống đó được? Khoan khoan, hình như là mình còn nhớ lúc trước hình như là thầy có dạy cho mình một cái nhẫn thuật, đó chính là nhẫn thuật dịch chuyển các bạn ơi. Đúng rồi, ok, bây giờ mình sẽ sử dụng cái nhẫn thuật đó để mình dịch chuyển xuống dưới đất nha. Ok, hey, dịch chuyển chi thuật. Mấy bạn ơi, mình đã dịch chuyển được tới trường học luôn nè. Trời ơi trời, mình tính là dịch chuyển xuống dưới đất, ai dè đâu mình dịch chuyển qua tới trường học luôn các bạn ơi. Không sao cả, sẵn rồi mình đi tham quan trường luôn bạn ơi. Không biết sau nhiều tháng trời mình xa trường, không biết trường mình có đổi mới gì không ta. Để mình vào trường mình xem thử coi. Wow, vẫn là cái lớp học ngày nào nữa bạn. Hình như hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là mọi người nghỉ ở nhà hết rồi, mọi người không có đi học. Nhưng mà trường của mình bây giờ trang trí cũng đẹp ghê luôn á. Mấy tháng trời rồi mới quay trở lại, nhớ mọi người ghê luôn á trời. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về cái ngôi nhà của chúng ta thôi anh em ơi. Đây, đây chính là đường đi về cái ngôi nhà của mình đó bạn. Đây, mình sẽ dẫn mấy bạn về ngôi nhà của mình nha. Bạn nào chưa biết nhà của mình thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Đây, ta-da, xin giới thiệu các bạn, đây chính là nhà của mình nè. Thật sự thì có nhiều bạn sẽ thấy nó không phải là ngôi nhà đâu. Bởi vì á là do mình nghèo quá, mình không có nhà, cho nên là mình á xây đại một cái hang để mình sống thôi. Thật ra cái này chính là một cái hang động thôi bạn ơi, nhưng đối với mình nó chính là nhà của mình đó. Đó, tại vì mình nghèo á, mình đâu có nhà đâu sống, mình chỉ có cái hang động này thôi. Để mình chui vô nha. Đây, xin hiểu các bạn, đây chính là nhà của mình nè. Đó, nhà của mình phiên bản hang động các bạn ơi, cũng có giường ngủ á nha. Nhà của mình cũng có giường ngủ nè, thấy không, hai cái giường luôn đó. Bên đây nè thì nó còn có gọi là gì ta, bàn ghế để ngồi ăn cơm nữa nè, thấy đã chưa. Bây giờ mình quay trở lại cái ngôi nhà này của mình thì mình cảm thấy cảm động quá anh em ơi. Mình nhớ cái ngôi nhà này ghê luôn á. À mà khoan đã, từ sáng đến giờ đi bộ về cũng khá là mệt rồi. Bây giờ mình nghĩ là chúng ta cần phải ăn một cái gì đó mới được. Để mình lấy một ít bí ngô mình ăn nha. Đây có bí ngô dưa hấu nè. Chúng ta sẽ lấy bí ngô dưa hấu ăn nha các bạn. Wow, quá trời bí ngô luôn các bạn ơi. Ăn miếng mới được. Nhầm. Trời ngon quá bạn ơi. Trời ngon vãi. Lấy thật là nhiều dưa hấu luôn, lấy nhiều ơi là nhiều luôn để ăn cho nó sướng các bạn ơi. Lâu quá thì không được ăn dưa hấu. Lấy hết. Ủa, cái này là gì vậy? Ủa, cái cây gì đây? Tại sao trong nhà mình lại mọc cái cây gì vậy ta? Đúng rồi bạn ơi, chắc là do là mình đi lâu quá cho nên là trong nhà của mình nó mọc ra mấy cái cây dại luôn bạn ơi. Mấy cái này chắc là mấy cái bông hoa nó mọc trong nhà mình thôi nè. Ủa nhưng mà cái bông hoa này nhìn lạ các bạn ơi, các bạn nhìn thấy nó có răng luôn kìa. Nó đang hả miệng ra, nó đóng miệng vô kìa, nhìn ghê vãi. Thôi mặc kệ đi, mình nghĩ rằng chắc cái này chỉ là một bông hoa bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ mình không thể nào để bông hoa này trong nhà mình được. Mình nghĩ rằng là mình cần phải đem bông hoa này đi ra ngoài, không bỏ trong nhà được đâu. Ok rồi, để mình đem cái bông hoa này đi ra ngoài trồng. Trồng trong nhà là không được, nó sẽ bẩn nhà lắm. Đi ra ngoài. Rồi ok, đem cái cây hoa này ra ngoài trồng mấy bạn ơi.
trồng nó ở trong nhà là không được đâu, bởi vì là cây trồng trong nhà thì nó sẽ bẩn lắm. Kiếm chỗ nào nó trồng để ta. Ờ, kế bên chuồng gà được nè. Hay là mình sẽ trồng nó kế bên chuồng gà đi, để có gì gọi là gà nó mà ỉ á thì nó sẽ có phân nó bón cho cây luôn. À, hợp lý hợp lý. Ơi, nhưng mà cái cây này nhìn lạ quá nha. Mấy bạn coi kìa. Tại sao cái cây này á nó lại cứ hả miệng ra đóng miệng vô ta? Cái cây này mình chưa gặp bao giờ luôn á. Từ lúc mà mình chơi mini world đến tận bây giờ mình chưa bao giờ gặp cái cây nào như thế này luôn anh em. Wow, nhìn lạ vậy. Thôi không sao, chắc để nó ở đây đi. Ok rồi, bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ vào nhà ăn một chút, sau chúng ta sẽ ngủ một giấc đến sáng mai luôn bạn ơi. Ngủ luôn à, trời ơi là trời, mình buồn ngủ lắm rồi đó. Lâu lắm rồi mới được gọi là nghỉ ngơi mà, mình phải về nhà ngủ mới được. À. Cuối cùng thì ta cũng đã ra được ngoài ánh sáng mặt trời rồi. À, đã lâu lắm rồi ta chưa được hấp thụ ánh nắng mặt trời. Bây giờ được ra ngoài trời rồi, ta sẽ lớn nhanh như thổi, trở thành cây ăn thịt người khổng lồ. Nhàm 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 nhàm. Hình như là trời sáng rồi thì phải. Mình mới vừa nghe tiếng gà gáy các bạn ơi. Chắc là trời sáng rồi đó. Để ra ngoài xem thử coi. Ồ đúng rồi kìa, trời sáng chân luôn rồi. Thôi vậy là bây giờ mình phải đi học rồi các bạn ơi. Hôm qua ngủ ngon ơi là ngon luôn á. Để đánh răng súc miệng đã. Nhàm 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 nhàm. Đó, đánh răng nè, súc miệng nè, rửa mặt nè. Ok rồi, sạch sẽ. À, mấy bạn cứ yên tâm nha, cái hồ này là hồ nước sạch mấy bạn ơi. Đó, cái này là nước suối á, cực kỳ sạch luôn, không hề bẩn nha các bạn. Mình đánh răng súc miệng trong đây nha bạn. Đó, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi học thôi nào các bạn ơi. Hey, không cần ăn sáng gì luôn đi, chứ bây giờ mà ăn sáng nữa chắc trễ giờ học luôn quá. Thôi đi học đi học học. Khoan nào các bạn ơi, mấy bạn nhớ gì không? Hôm qua mấy bạn có nhớ rằng là mình đã kiếm được một cái bông hoa ở trong nhà mình nữa các bạn. Thì cái bông hoa đó hôm qua mình đã đem ra ngoài để mình trồng rồi, không biết nó đã như thế nào rồi ta. Đâu để mình xem coi, không biết nó còn sống không ta. Để qua coi thử nha. Ui, what the hell. Wow, có chuyện gì xảy ra vậy? Ui, mấy bạn ơi, hôm qua rõ ràng á là mình thấy cái cây này nè, nó có bé tí tẹo à, mà bây giờ nó to đùng luôn rồi các bạn ơi. Nó to mà nó, các bạn coi nè, nó cao bằng mình luôn rồi. Ui, ghê vãi. Wow, cái cây này là cây thần kỳ hả? Hay gì mà ghê vậy, sao mà nó to nhanh vậy ta? Hôm qua nó bé chút ép à, mà bây giờ nó to đùng như thế này luôn. Wow, cây này đặc biệt nha. Chắc là tí nữa mình phải đem cái cây này lên trên trường, mình khoe cho mấy bạn thấy mới được. Wow, cái cây này hay quá ta. Ồ, hay thật sự luôn á. Ủa, mà ai lại nuôi gà ở chỗ này vậy ta? Wow, nguyên cái chuồng gà to đùng luôn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, hơn 10 con gà luôn bạn ơi. Ai nuôi chuồng gà ở đây vậy ta? Thôi kệ đi, cái này chắc chuồng gà của người ta mà. Thôi mình đừng có đụng vô, lỡ chết con gà nào là người ta bắt mình đền, là không có tiền đâu mà đền. À, thôi rồi, mình để cái cây này ở đây đi. À, wow các bạn ơi, cái cây này đặc biệt ghê luôn á. Wow, mới trồng ngày hôm qua mà hôm nay nó đã to đùng như thế này rồi. À, chắc là vài bữa nữa chắc là nó sẽ to mà kiểu như là to bằng cái tòa nhà luôn các bạn. Ghê thiệt ghê thiệt. Ủa mà cây đó nó là cái cây gì vậy ta? À, cái cây này mình chưa thấy bao giờ cả, mình không biết tên nó là gì mấy bạn ơi. Mà thôi mặc kệ đi, quan tâm làm gì, bây giờ mình phải đi học mới được, không thôi trễ giờ học bây giờ. Ê, đi học thôi. Thằng nhóc con này thật là khờ khạo. Ta chính là cây ăn thịt người, vậy mà nó cũng không biết nữa. Ê, mấy con gà này ồn ào quá, với lại ta cũng đang đói bụng nữa, chắc là ta sẽ ăn vài con gà mới được. À, thịt gà chắc là sẽ ngon lắm đây. Ơi, ném phi tiêu nè. Ơi, ném. Ơi, ném. Ồ, dính được hai cái bạn ơi. Có một cái nó bị trượt nè, còn hai cái thì mình quăng cái là dính bách phép bách trúng luôn bạn ơi. Wow, ok. Hey, cái bộ là trình độ ném phi tiêu của mình càng lúc càng giỏi hơn rồi đó. Bây giờ mình mà gặp con quái vật đâu ha, mình chỉ cần chọi phi tiêu cái là chết luôn. Con ong nữa bạn coi nè, có con ong thấy không? Chọi cái nè, chết ngâm luôn bạn ơi. Ghê không? Con ong bay trên trời thấy không? Chọi nè. Đó, dính con ong luôn. Mấy bạn thấy mình ghê không? Mấy bạn thấy mình ném phi tiêu ghê không mấy bạn? Đây bạn xem nha. Sau lưng mình có con đà điểu nè, mình sẽ ném phi tiêu cho bạn xem nè. Chạy đi chạy đi, mày chạy thoát được không? Chạy đi, ném vô cái mông mày nè. Ném vô cái đít mày nè. Chạy đi chạy đi chạy đi chạy. Chạy hả chạy? Chạy hả? Trời ơi, hụt rồi hụt rồi. Chạy nè, chết queo luôn bạn ơi. Thôi được rồi, về nhà thôi. Bây giờ thì về nhà thôi bạn ơi.
Hey, hôm nay mình giỏi ghê luôn các bạn. Mình ném phi tiêu được 10 điểm luôn. Trời ơi, coi bộ kỳ này là mình sẽ được thăng cấp lên làm ninja trung cấp rồi. Thế nào mình cũng sẽ trở thành một ninja, một Hokage mạnh nhất làng lá. Ok, thôi đi về nhà kiếm gì đó ăn, sau đó đi ngủ mới được. Hey. À, khoan đã bạn ơi. Mấy bạn có nhớ cái cây hồi sáng chúng ta gặp không? Không biết rằng là cái cây đó nó còn lớn hơn được nữa không ta? Để mình ra mình thăm nó thử coi ha. Để mình xem coi nó đã to đến cỡ nào rồi. À. Oh. Wow. Trời ơi. Bây giờ nó đã to như thế này luôn rồi hả? Wow, mới có một ngày thôi mà nó đã to như thế này luôn hả? Wow, ghê vậy. Ôi, đâu để mình đứng với mình đo thử coi. Ui, mấy bạn ơi, mấy bạn nhớ hồi sáng mình gặp nó không? Nó cao bằng mình, mà bây giờ á nó cao hơn mình luôn rồi các bạn ơi. Wow, các bạn coi nè, bây giờ á mình còn lùn hơn nó luôn các bạn. Ô, cái cây này ghê quá vậy. Cái cây này phát triển mạnh quá vậy. Trời ơi, ghê thiệt luôn á. Ờ, cái cây này là cây gì vậy ta? Mình không biết tên của nó cho nên là mình cũng không biết là phải kiếm ở đâu ra thêm một cái cây này nữa. Cái cây này mình thấy hay quá nha. Lớn nhanh như thổi luôn á. Hay là bây giờ mình sẽ đặt tên cho cây này ta? Đúng rồi, mình là người tìm ra nó mà. Mình nghĩ rằng mình sẽ đặt tên cho nó là cây gì bây giờ ta? À, cây miệng rộng đi nha. Đúng rồi, cây miệng rộng đi với bạn coi nè. Cái miệng của nó to đùng luôn, mình sẽ kêu nó là cây miệng rộng nha. Wow, cây miệng rộng phát triển kinh khủng thiệt luôn á. Ủa, rồi mấy con gà đâu hết trơn rồi ta? Ủa? Hồi sáng nay mình thấy có nhiều gà ở đây lắm mà. Sao bây giờ hết sạch rồi, không còn con nào hết vậy? Ủa kỳ vậy ta? À, mình nghĩ chắc là hồi sáng nay cái người mà gọi là nuôi mấy con gà, người ta ra ta bắt gà đi hết đó bạn ơi. À, chắc là vậy rồi. Thôi, kệ đi, thôi đừng quan tâm. À, cái cây này mình thích ghê luôn các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn, mà nó còn lớn nhanh nữa. Kỳ này ha, mình sẽ gọi là đem nó khoe trong trường. Bảo đảm là Timmy với lại anh Mr. Dịch thế nào cũng sẽ gọi là lét mắt luôn bạn ơi. Bởi vì á, cái cây này đẹp quá mà. Với lại nó to đùng như thế này luôn. Không ai trong cái làng này có được cây này ngoài mình hết. Mình là người duy nhất sở hữu cái cây này luôn á. Ghê không, ghê không? Thôi rồi, ở đây nha, tao về nha, bye bye. Tạm biệt nha, bye bye. Trời ơi, vui ghê luôn trời. Thôi, tự nhiên không kiếm được cái cây đẹp ơi là đẹp, mà lớn nhanh như thổi luôn á. Thôi, về nhà ngủ thêm giấc nữa nào. À, cây ăn thịt người à. Nghe hấp dẫn đó. Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh, trở thành siêu to khổng lồ, để ngươi ăn thịt hết tất cả dân làng của làng lá. Hóa to chi thuật. Ha. Ta đã trở nên khổng lồ rồi. Bây giờ ta sẽ ăn tất cả loài người. Ta sẽ giết chết hết loài người.